Rồi nói đi. Chào các mọi người, chúng tôi đang đi xe mà. Rồi nói tiếp đi. Nói tiếp đi. Về đây khám phá là lễ hội là đi bò vào nhà biển. À, Bình Châu toàn dùng cano hoặc là thuyền không ạ? À, giờ đây là một cái mô hình du lịch mới. Du lịch đi ra được quay cả những xe luôn á. Cho mọi người biết về cái khu du lịch Cam Bình ở La Ghi. Hiện tại đang có mở dịch vụ du lịch đi bò kéo du lịch, kéo khách để tham quan bãi biển hoang sơ của vùng biển Cam Bình. Sóng hiện tại đang rất là dâng cao. Ở ngoài kia có ngọn hải đăng nhỏ. Nói chung là ở vùng biển Cam Bình này rất là hung dữ. Nhìn vị trí địa lý là chúng ta đã biết là giữa bãi biển và bờ biển rất là có khoảng cách, có gò cao. À, Bình Châu thì bờ biển và bãi biển nó chỉ sang sang nhau, nó cũng có gò cao như thế này. Chứng tỏ là bãi biển ở đây rất là hung dữ. Hung dữ mà hao chi. Hung dữ, còn hung dữ hao chi nữa. Còn đặc tính thì người dân địa phương ở đây rất là nhiệt tình. Nhiệt tình hơn cả là những chú bò đang xài từng bước để kéo du khách đi tham quan bờ biển ở đây. Lần đầu tiên cảm nhận là bò kéo người đi dọc bờ biển. Hồi xưa nha, còn nghèo khó thì em cảm nhận là em đi xúc đất xúc cạc cho trâu kéo vào, chứ bò không bao giờ bị bò nó yếu hơn sức bò nó yếu hơn so với con trâu. Là hai con bò đang giao thoa. Những cano này biết hay sao mà không chạy vậy? Những chiếc cano này là đang hiện tại là hết pin hả? Hiện tại sóng ở bãi biển Cam Bình rất là lớn, rất là nguy hiểm.
xa xa ngoài kia là những trò chơi lượt sóng rất là mạo hiểm. Tiếp là quay về để lấy đó là quay về. Điểm cuối cùng của bờ biển Cam Bình, thị xã La Ghi. Wow, giờ chúng ta đi ngược ngược chiều hướng đông nên chúng ta cảm thấy rất là oi bức. Bờ biển dạt dào. Bờ biển dạt dào nhưng sức mạnh rất là dữ dội. Chúng ta cùng cảm nhận những mái ấm rất là liên tư và đầm ấm. Chúng ta hãy vươn ra biển khơi. Từ từ thôi. Để bò đi từ từ thôi, đừng có hồi thúc. Bà con có cảm nghĩ như thế nào khi nhìn biển bao la như thế này? Hai xin chào. Ken xin chào và biển bao la. Còn chú Thảo thì như thế nào? Đây là hãy phát biểu ý kiến đi Thảo. Wow, sóng rất cao. Con nhìn biển rộng lớn bao la như thế này thì con phát biểu cảm nghĩ như thế nào? Vậy thì con là giỏi về vận hành cái gì? Cái này là cảm nghĩ của con mà. Con nhìn như vậy thì con có ước mơ gì sao?
Con Vinh như thế nào Vinh? Con không có cầu ước mơ. À, hiện tại ước mơ của con là trở thành sự thật. Đây là ước mơ của con. Ước mơ của con đi xe bò là trở thành hiện thực. À, cả con còn cảm nghĩ là đi chơi tìm chân trời mới không? Rồi ba chị em tâm sự về cảnh chiều hôm nay. Cảm nghĩ của em nhỏ nhất là đi được sống. Còn cảm nhận của chú lái bò khi đi giữa biển khơi như thế này là như thế nào? Rất vui, rất là thú vị. À, và hiện diện ở đằng sau của chú lái bò là ba chú Tiếu, là một trong những người tu hành của Việt Nam đang đi chiêm nghiệm cuộc sống. Để cho chú bò đồng thuận là đi theo quảng tỉnh của con bò ấy chú ạ. Thế nào? Hướng dẫn giống như là nó đi lạc đường quá thì mình phải hướng dẫn mình trong những cái đề biện pháp mạnh. Còn hồi giờ là mình làm những việc gì mà có sự đồng thuận nó bị kéo dài, nó bên bì vì theo mình được. Còn mình áp dụng biện pháp lực lượng bất thì nó không bền. Không bên chặt cái bên được. Anh nói thời gian nghỉ không phải là đúng mà là cái thời gian là khắc phòng của mình á. Khi anh nghỉ được 5 phút, 10 phút thì anh khạc vòng anh là còn một cái cuốc xe mới. Chờ hải sản rất là đông đúc. Dạ, rồi cảm ơn anh lái bò. Rồi mời cả con xuống.